Ok. Xin chào các bác anh em, quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Long Thanh Số chúng em ngày hôm nay. Hôm nay lại có một bộ cao kê nữa, anh em chúng em về tận Ninh Bình lắp đặt cho anh Tú. Cái bộ này thì không còn xa lạ gì với các bác và anh em nữa. Trong video ngày hôm trước, đó là vị khách ở giấu tên ở Ninh Bình, đó chính là anh Tú. Ngày hôm nay anh quyết định lộ diện rồi. Anh Tú đây, qua số điện thoại cuối là 315. Và cái bộ cao kê của anh Tú thì gồm 5 thiết bị và tổng trị giá là 22.750.000 đồng. Và anh đã đặt cọc trước là 2 triệu. Thì đây đồ chính là đô la CS99 đầu tiên. Đầu tiên là đô la CS99 em đã giới thiệu trên kênh YouTube của ngày hôm trước đấy. Đô này thì nó sử dụng 340 các bạn nhé, 340 loa thiết kế dạng giả cổ thì khá là đẹp đó. Anh em chúng em đã đóng sẵn rồi đây. Đây là CS99 này, đẩy QA1600 này, van KM8FX nâng tiếng CV600 và mic SE69. Xin phép được quay chi tiết hơn cho các bác và anh em cùng tham khảo đây. Đẩy QA1600 Pro, chiếc nâng tiếng CV600 Pro nữa. Rồi chiếc van KM8FX Pro nữa. Và 3 thiết bị Pro hàng chính hãng. Và tiếp theo nữa là một chiếc mic, một cặp mic SE69 cũng hàng chính hãng của WeWood Mỹ các bạn nhé. Tất cả những sản phẩm này thì chúng em vẫn bảo hành cho các bác và anh em trong vòng 1 năm. Sản phẩm lỗi sẽ được đổi mới. Đây toàn bộ là dây jack cũng như là hai tay mic đi kèm. Thì lát nữa sẽ có anh em kỹ thuật về tận nhà để lắp đặt cho anh. Đấy, dây jack các thứ thì bọn em đã sắp sẵn đây rồi, không thiếu cái gì cả. Đó, rồi. Đó, như vậy là tổng trị giá bộ cao kê ngày hôm nay là 22.750.000 đồng. Anh đã đặt cọc trước 2 triệu, còn lại thanh toán là 20.750. Cảm ơn anh Tú rất nhiều. Và mọi nhu cầu về những thiết bị như bộ cao kê giá rẻ của anh Tú này, hoặc là những thiết bị lẻ như đơn loa, cục đẩy, mic, loa trầm, loa chép vân vân ấy, các bác anh em vui lòng gọi điện trực tiếp theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên màn hình nhé. Một lần nữa rất là cảm ơn anh Tú và cảm ơn các bác anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Hoàng Long trong thời gian vừa qua. Địa chỉ của chúng em 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, ngay đối diện bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Thì đã được anh em kỹ thuật sẽ về lắp đặt cho anh Tú. Các bác anh em ở quanh khu vực Hà Nội có thể gọi điện trực tiếp thì bọn em sẽ có anh em kỹ thuật về lắp đặt cho các bác anh em ạ. Nhân tiện đây thì anh em chúng em cũng đang đóng một bộ cao kê để gửi lên Nghĩa Lộ, Yên Bái. Bộ đường gồm đôi loa Pioneer F75. Đâu, đơn này. Anh Hoan ở Nghĩa Lộ, Yên Bái gồm đôi loa Pioneer F75. Rồi. Và nguyên bộ dàn của anh gồm có QA800, cục đẩy QA800, van KM8FX, nâng tiếng CV600 và khuyến mại một chiếc mic có dây SM2000. Đây chính là cái bộ của anh Hoan đây. Đây đúng của anh Hoan đúng không? Vâng. Đây. Vừa rồi anh em chúng em đã test cho anh Hoan rồi. Và chỉnh sẵn cho anh cũng như là dây jack tặng kèm đầy đủ. Cho anh một cái dây quang nữa nhá. Cho anh Hoan một cái dây quang nữa. Rồi dây nguồn. Sắp đầy đủ. Thì các thứ dây xốp, dây jack rồi, xốp thì bọn em sẽ bọc cẩn thận cho anh Hoan. Khi nhận hàng thì anh vẫn đảm bảo là nguyên vẹn như thế này. Một nữa rất là cảm ơn anh Hoan và anh Tú đã ủng hộ cho em buổi cao kê ngày hôm nay. Các bác và anh em có nhu cầu gọi điện trực tiếp theo hai số hotline của chúng em nhé. 0975386726 hoặc 0963866222. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh em ạ.